Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã trải qua một giai đoạn khởi đầu dịu dàng với U23 Việt Nam, tham gia chỉ một giải đấu chính thức SEA Games 32 trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn đang chờ đợi ông cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam với loạt giải đấu đầy cam go từ tháng 9 năm 2023 đến mét giữa năm 2024. Mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ là vòng loại U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 9 trên sân nhà. Được gửi ghép vào bảng đấu tương đối dễ thở cùng với U23 Singapore, U23 Yemen và U23 đảo Guam, đội bóng của huấn luyện viên Chaussier không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà mà còn khát khao thể hiện lối chơi thuyết phục. Cùng với vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Chaussier cũng sẽ chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tham gia 1-2 trận giao hữu, trong đó đã có trận đấu với đội tuyển Palestine. Điều này sẽ giúp đội tuyển tích lũy kinh nghiệm quý báu trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, nơi có thể sẽ có trận so tài với đội tuyển Úc. Không chỉ dừng lại ở đó, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một thách thức nặng nề hơn trong vòng loại thứ hai World Cup 2026 từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Đội bóng sẽ đối đầu với các đối thủ đáng gờm như Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp playoff giữa Indonesia và Brunei. Không dừng lại, đội tuyển còn phải cân nhắc Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm 2024, nơi họ sẽ cạnh tranh với các đội bóng mạnh như Nhật Bản và Iraq. Những thử thách liên tục này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự sáng tạo chiến thuật và sự quyết tâm từ huấn luyện viên Chaussier cùng các cầu thủ. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển của bóng đá U23 Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của đội tuyển trong hành trình chinh phục những mục tiêu cao cả. Huấn luyện viên Philippe Chaussier và đội tuyển U23 Việt Nam đang đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội hấp dẫn trong hành trình chinh phục U23 châu Á 2024. Nếu giành vé dự vòng chung kết tại Qatar vào tháng 4 năm 2024, họ sẽ thi đấu với mục tiêu cạnh tranh xuất sự Olympic Tokyo dành cho các đội đứng đầu Á quân và hạng 3. Với những mục tiêu quan trọng trong tầm tay, U23 Việt Nam đối diện với một năm 2023 năm 2024 đầy hứa hẹn. Hành trình của U23 Việt Nam bắt đầu với vòng loại U23 châu Á, nơi họ nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở. Trước những đối thủ dưới tầm, họ có cơ hội giành vé dự vòng chung kết một cách thuyết phục. Tuy nhiên, thách thức thực sự sẽ đặt ra tại vòng chung kết, khi mà người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam có thể tiến xa như năm 2022. Ngoài vòng loại U23 châu Á, đội tuyển còn phải đối mặt với vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bảng đấu lần này được đánh giá khá khả thi với Iraq, UAE và Philippines. Mặc dù có những thách thức từ các đối thủ đáng gờm, huấn luyện viên Chaussier và đội tuyển đang hướng đến mục tiêu vượt qua các vòng loại quan trọng này. Tuy nhiên, những thách thức không chỉ đến từ các đối thủ mà còn từ sự hình thành và xây dựng lối chơi mới của đội tuyển, gặp một số khó khăn trong việc thể hiện triết lý mới. Nhưng đội bóng đang dần thích nghi với yêu cầu của huấn luyện viên Chaussier. Việc sửa đổi và cải thiện vẫn là điều cần thiết để đạt được mục tiêu cao hơn. Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam sẽ có một chuỗi thời gian sôi nổi và đầy thách thức. Với tâm huyết và sự hỗ trợ từ người hâm mộ, liệu đội tuyển có thể vượt qua các rào cản để đạt được những thành công lớn trong tương lai gần?